Bạn này bạn cũng ngại, ngại là có bố mẹ bạn kia ở nhà thì cũng ngại là qua nhà bị trêu. Nên là bố mẹ bạn kia vừa đi làm là bạn này bạn sẽ đến dạy em. Rồi và chuẩn bị bố mẹ bạn kia về thì bạn này bạn sẽ đi về. Tự nhiên hôm đấy nào bạn mặc cái áo màu cam thì bạn được nghỉ hè mấy hôm nên bạn nhìn cũng trắng trẻo, chắc hôm đấy thành công rồi đấy. Cái em tự nhiên bạn bước vô, cái em thấy dạ nay sân nhìn đẹp trai đấy. Em nghĩ thôi, bạn nhe răng bạn cười với em. Em bảo chết quá, đẹp trai thế này. Xin chào hai bạn, mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Thanh Vân. Xin chào tất cả cán bộ chiến sĩ đang có mặt tại trường quay cũng như các bạn đang xem đài. Em tên là Cao Thành Nhân, em năm nay 31 tuổi. Hiện em đang công tác tại tiểu đoàn 16, sư đoàn 5, quân khu 7. Mời. Dạ em xin chào MC Quốc Thuận, chị Thanh Vân. Em tên là Lê Thị Hải Yến, năm nay em 32 tuổi. Hiện tại em đang công tác tại lĩnh vực là tài chính ngân hàng ạ. Em có dự đoán là họ là làm sao mà họ quen được chúng ta? Chắc là anh đến ngân hàng để là mở tài khoản. Không biết có đúng không? Không biết có đúng không? Bọn em thì quen nhau là từ năm cấp 3. Học chung. Mai, chúc mai. Dạ, vâng, bọn em học chung với nhau 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, ra trường vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ và quyết định đến với nhau trọn đời tới bây giờ. Lần đầu gặp nhau là học chung là lớp 10. Dạ vâng, chính xác. Dạ. Trong lớp 11, lớp 10 là em không biết trong lớp có bạn này luôn. Không có để ý đúng không? Dạ, người vô hình. Hả? Có nghĩa là bạn ấy không nổi bật. Đúng chưa? Tại vì chắc lúc đó là do em tập trung học quá, với lại đúng là bạn ấy không có được đẹp bằng mấy bạn kia. Mấy bạn kia dạy thì trước nên đẹp hơn. Trời ơi, làm người hảo sắc nữa. Bởi vì có sắc nó có lợi, nhiều đúng thứ nó mềm tỏ. Điều gì mà khiến cho Yến lại chú ý đến bạn này? Đúng rồi. Hôm lớp 12, ngày 20 tháng 11, lớp có tổ chức đi chơi. Thì lúc mà đi về á, thì em mệt quá em xe. Nhưng mà mấy bạn trong lớp á, cứ lại cái chỗ của em á, chơi rồi mấy bạn hát rồi em không ngủ được. Cái em mới đi xuống cái ghế đằng sau. Thì sao mà vô tình cái ghế của bạn này có mình bạn ngồi à? Cái em kêu... mày xích qua tao vô ngồi, xích qua tao vô ngồi. Lãng mạn quá. Em có phải là nữ sinh dịu dàng không? Chắc lớp 12 thì em cấp 3 thì em cũng chưa có chú ý lắm đến sự dịu dàng của em anh. Dạ em nghe vậy rồi em trả lời sao? Nè tao xích ra rồi nè, mày ngồi đi hay là sao? Bạn nữ tới thì mình cũng nói chung cũng lúc đó thì cũng cứ mày tao với nhau thôi. Thích thì ngồi đi, thích thì ngồi đi. Có dựa dẫm vào nhau hay không? Em mệt em ngủ trước mà. Rồi một lúc em thấy nặng quá là bạn dụ em. Trời ơi, câu chuyện thật là cảm lạnh. Như vậy là ngồi mà không có nói chuyện gì chứ hả? Dạ, tại cũng đâu có quen gì đâu, nói chi anh. Trong cái việc học hành của em, có khi nào em nhờ bạn ấy? Lúc mà ngồi ở cái dựa trên xe anh, thật ra là em không có để ý bạn này nhiều đâu. Nhưng mà khi mà về trong lớp các bạn trêu quá thì mình cũng để ý. Rồi lúc đó cũng vào cái mùa ôn thi đại học lớp 12 á. Thì trong lớp bạn này á, anh này rất là học giỏi toán. Mà em thì cái môn ấy em rốt nhất. Còn em thì học khá hóa, còn bạn này rốt nhất môn hóa. Thì lúc đấy thì thôi em bắt kiểu thơm. Hai đứa học chung đi. Ai biết bạn này thích em từ bao giờ rồi, nhận luôn. Trời ơi. Từ khi nào mà Nhân để ý bạn này? Thì các bạn trong lớp mới là chụp hình này kia rồi cứ gẹo hai đứa. Gẹo thì mình cũng bắt đầu lúc đó mình bắt đầu để ý là bạn nữ này cũng nhìn xinh xinh. Cũng học giỏi, tới mùa thi đại học thì cũng nhờ dạy kèm này kia, lúc đó trao đổi với nhau nhiều hơn. Chứ còn bình thường rất là ít nói chuyện với nhau, kể cả ngồi xe ngồi chung cũng chẳng nói câu nào mà. Bạn này bạn cũng ngại, ngại là có bố mẹ bạn kia ở nhà thì cũng ngại là qua nhà bị trêu. Nên là bố mẹ bạn kia vừa đi làm là bạn này bạn sẽ đến dạy em. Rồi và chuẩn bị bố mẹ bạn kia về thì bạn này bạn sẽ đi về. Tự nhiên hôm đấy nào bạn mặc cái áo màu cam thì bạn được nghỉ hè mấy hôm nên bạn nhìn cũng trắng trẻo, chắc lúc đấy thành công rồi đấy. Cái em tự nhiên bạn bước vô, cái em thấy dạ nay sân nhìn đẹp trai đấy. Em nghĩ thôi, bạn nhe răng bạn cười với em bảo chết quá, đẹp trai thế này.
Em đi xuống nhà dưới, em uống nước xong em quay lên em lại vẫn em tưởng vẫn là đẹp trai. Vẫn đẹp trai. Xong rồi em xuống nhà sau em suy nghĩ một lúc, thôi thế này thì không học được rồi. Em bảo bạn là thôi mày đi về đi, mày đi về đi. Cái bên chồng em trố mắt lên nhìn em hỏi em chứ sao không học nữa. Bảo hôm nay tao không thích học. Bạn cứ ngồi nhìn em một lúc, xong rồi em quyết định là hôm nay không học, đi về đi. Thế chồng em cũng đi về. Rồi cái chuyện tình cảm của các bạn á, có được gia đình hai bên ủng hộ? Ủng hộ. 4 năm quen, rồi khi ra trường 1 năm, 2 năm. Lúc đó là bố mẹ mình lên rồi thì bố mẹ vợ lúc đó là cũng có những lần ngồi chung mâm cơm, ngồi ăn thì cũng có cùng nhắc khéo là hai đứa nó cũng Yến cũng có tuổi nè rồi. Rồi con gái thì cũng có thì có xuân. Và cũng có một lần rất là đặc biệt. Hôm đó thì em lên cũng tính là cũng như mọi lần thôi, đến để ăn cơm xong rồi xin phép được chở Yến đi chơi. Mẹ vợ lúc đấy thì bắt đầu cũng ra và tâm sự và nói chuyện. Con là bộ đội, con gái nhà cô thì là theo ngành kinh tế. Cô thấy thì nó không có gì hợp với nhau lắm. Rồi thì đứa thì làm ở Tây Ninh, đứa thì làm ở thành phố. Rồi quay sang về tuổi tác. Tuổi tác thì đó là Yến nó hơn con 1 tuổi. Rồi sau này lớn lên hai đứa là con còn trẻ hơn nó vậy có được không? Nhưng mà rất may những cái câu đầu tiên thì em vẫn rất là im lặng, cười với cô chú thì thôi. Và vẫn đến cái tuổi tác thì mình sực nhớ ra bố mẹ mình cũng hơn tuổi mà, mẹ mình cũng hơn tuổi ba mình là 1 tuổi. Thì lúc đó mới trả lời dạ cô không sao cả, ở nhà mẹ con cũng hơn ba con 1 tuổi. Còn có cái được cái là mãi im lặng, nhưng mà đến khúc đó thì mình chợt nhớ ra là cũng có cái để trả lời lại với phụ huynh. Hay quá. Nên là gì cô cứ yên tâm, nhà con có gen, nhà con có gen. Dạ. Đó. Đến cái phần khui tật xấu của nhau. Chồng em là tính rất là hay quên. Quên mà không phải đâu anh, quên chọn lọc. Đa phần là quên là những dịp đặc biệt thôi. Ví dụ như là sinh nhật em, kỷ niệm ngày cưới luôn đây. Cũng quên luôn. Quên vào những ngày có lợi cho ổng. Thắng cái phần mà kẻ xấu đó em kể cho cái việc mà chồng em quên. Lúc mà mới yêu á, cái một trong những cái dịp đặc biệt của mình mà mình mong muốn là được người ta nhớ đến, người ta quan tâm mình, đó là dịp sinh nhật anh. Đúng rồi. Năm đầu tiên không có chúc gì, chỉ cần là chúc thôi mà không có chúc luôn á. Khi đến năm thứ hai, bạn ấy điện thoại chúc sinh nhật em trước 10 ngày. Bạn nhớ nhầm 10 ngày là 25 thành 15. Thôi rồi. Lúc mà mình nhận được lời sinh nhật mình bất ngờ lắm anh. Nhưng mà lúc đó thì thôi thì mình điều chỉnh lại là 25 mới tới sinh nhật của tôi nha. Cái xong rồi. Nhưng mà 25 không có nhớ không? Dạ quên anh. Là đã chúc rồi nên mình sẽ không chúc nữa. Dạ vâng chồng em. Dạ. Cái đến năm thứ ba chồng em rút kinh nghiệm, sinh nhật em vô hè lên năm đó chồng em đã xin về sớm để tổ chức sinh nhật cho em. Đồ cũng hoành tráng nè, bánh kem nha, quà nha, làm một trái tim bằng vỏ đạn nha, tim mùi khắc tên hay đứa đồ ha. Tổ chức lãng mạn lắm, em cảm động vô cùng luôn. Tới ngày sinh nhật chồng em không chúc luôn. Hả? Tới năm thứ tư thì chồng em lúc đó chuẩn bị thi tốt nghiệp cũng quên luôn. Dạ. Vậy mà vẫn yêu được đến năm thứ năm là giỏi á. Dạ đúng rồi, cao trào nó nằm ở năm thứ năm á. Em bắt đầu là em đợi từ 12 giờ đêm lận, em đợi tới sáng luôn vẫn im ru luôn. Cái em đợi tới 7 giờ và không thấy gì luôn, đợi 9 giờ không thấy gì luôn, qua 1 giờ chiều cũng không có gì luôn. Thôi em quyết định nửa quên nửa rồi mà bây giờ là hết chịu nổi rồi. Cái em buồn quá thôi em đi chơi mình em luôn, có nghĩa là em đi bơ vơ vậy đó, vu vơ vậy đi rồi em vô tiệm net em ngồi luôn. Tới đâu á 4 giờ chồng em bất ngờ mà anh, rồi mang quà, mang bánh kem rồi mang bông đến nhà em, là lúc đó muốn gây bất ngờ cho em á. Nhưng mà chồng em bất ngờ hơn, tại vì tới nơi là người yêu đi mất rồi. lúc đó chồng em điện thoại nhắn tin rồi đâu còn liên lạc được gì nữa đâu. Cái xong rồi cứ nhắn tin điện thoại em chẳng bắt máy gì hết. Cái xong rồi mới nhờ bố em, nhờ bố vợ thì bố em mới đi kiếm em về cho. Nhưng mà lúc đó em lạnh quá rồi, thôi mang quà mang hoa đi về đi. Vợ là không nhắn tin được Facebook hay Zalo, lúc đó là em đã ra trường rồi, được sử dụng điện thoại rồi. Tất nhiên là mọi liên hệ là không liên hệ được. Chắc cũng phải 1 đến 2 ngày mới nhớ ra là mình có chuyện tiền. Gửi tiền cho nhau thì có
thêm cái phần nội dung. Mình vừa gửi tiền, mình vừa có dòng tin nhắn xin lỗi với vợ lúc đó. Thì đúng là qua ngày hôm sau là vợ mới vui liền. Vui liền luôn. Bỏ qua, đó, bỏ qua liền. Nói chung là mọi cái sự giận dỗi của vợ đều có thể được giải quyết bằng chuyển khoản. Sự luôn. Kỷ niệm ngày cưới có ngày nào quên không? Cũng quên hết năm trời ngày cưới rồi đó. Năm thứ hai là em nói không biết được quên nữa nha. Chồng em đồ em cũng ngồi em đợi thử coi xem có thay đổi gì không. Cũng em cũng đợi từ khuya á, thấy cũng im chắc ngủ rồi. Em đi làm ngồi tới 7:30 vẫn thấy im, không thấy nói gì hết. Đến 8 giờ là trong lòng em mới sôi sục lên rồi, nói không thì chắc chắn là quên rồi. Em chặn hết cái phương tiện liên lạc luôn. Lại chặn được? Dạ. Unfriend Facebook luôn, unfriend Zalo luôn, không liên lạc gì với em nữa. Thì cũng xài chưa cũ. Tinh tinh cho em, tinh tinh. Nói một tin nhắn rất là thần là: vợ ơi, thật ra là anh có trồng một bông hoa súng, anh đợi nó nở rồi chụp hình tặng vợ. Nhưng mà anh ngồi đợi hoài mà nó không chịu nở. Ủa nhưng mà cái hoa súng nó làm trồng trong dạ vâng, đơn vị em cũng dạ bông súng tím. Thì thường bông súng thì phải nắng lên mới nở. Buổi sáng thì vẫn đang búp. Tầm 10 giờ mới nắng lên nắng lớn á thì nở rất là đẹp. Thì mình cũng nghĩ là chắc tại vì mình hôm qua mình thấy nó nở rất là đẹp thì hôm nay mình mới nghĩ là thôi chắc mình chụp này rồi mình gửi tin nhắn vợ lúc này chắc là lãng mạn hơn một xíu. Mà không ngờ súng nó cụp cò. Là cũng một kỷ niệm vô cùng đặc biệt. Ai trước khi đi ngủ thì em vẫn ngồi người yêu nhau mà đợi người yêu chúc rồi mình mới ngủ được. Bạn đi vào đội văn nghệ của đơn vị. Khi bạn đi tổ chức văn nghệ xong rồi bạn hay phải đưa những cái bạn nữ văn nghệ đi về. Chắc cần nhìn với bạn kia đi vào nhà xong rồi về tới nơi thì cũng phải nhắn tin chúc em ngủ ngon. Và thay vì chúc cho em kia lại gửi cho em này. Sau những cái lần thì nó cũng sóng gió nhẹ. Sóng thần là vào cái dịp Valentine thì em cũng ngồi em đợi. Cũng bắt đầu đợi từ 0 giờ đã xong rồi em đợi tới sáng. Vẫn chưa thấy nhắn. Đâu tầm đến 9 giờ thì cũng tinh tinh. Một tin nhắn của người yêu mà không đúng cú pháp nha. Nhắn cho bạn nào á, chúc em Valentine vui vẻ. Gửi nhầm cho em đó anh. Dạ, ủa em rồi. Sao những cái cú nhắn của em sao toàn tai hại không vậy? Cũng quen tay nhắn tin. Đôi lúc là nhắn nhanh quá thì không kịp thu hồi. Thế thì bây giờ có mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì không? Em mong á là bớt quên đi. Bớt và quên nhớ nhiều lên. Dạ, bớt quên nhớ nhiều và đừng bao giờ lộn nữa. Ừ, đừng bao giờ lộn nữa. Từ đến lúc em báo thù rồi em, cố lên. Một là hay ghen như cái lúc nãy nó nói là cũng rất là ghen. Hay ghen. Thôi cái này là lỗi của mình. Mình làm cho vợ ghen thì phải chấp nhận. Đúng. Thứ hai là tâm lý hay không được... Tâm lý bất ổn. Dạ, tâm lý cũng có hay bất ổn thì rất là dễ xúc động rồi khóc khi mà hai đứa cưới nhau về. Và thật sự là từ khi quen nhau đến bây giờ là em chưa bao giờ em lớn tiếng với vợ em một tiếng nào. Chưa quát nạt gì hết. Mình cũng kẹt việc đơn vị. Yeah, do đơn vị cũng có việc thì vợ thì cũng nói là muốn được tối đi chơi thì vợ cũng nào là hẹn đồng nghiệp này kia là thôi phải về có việc để đi với chồng thế này thế kia thôi để cố gắng sắp xếp và sắp xếp được rồi xong nhất trí xong rồi lại đùng một phát là mình lại bảo thôi không được rồi tối nay là lại phải có việc rồi em thông cảm rồi vợ lúc đấy là lại giận dỗi lên thì mình thấy vợ làm giận dỗi quá mình cũng sợ thế là lại phải cố gắng sắp xếp làm sao chạy về nhà chạy khi mà chạy đến nhà thì là cô vợ ở trong nhà cứ mặt nặng mặt nhẹ mình rủ đi thế nào cũng không đi lúc đó thì mình cũng mới cưới thì cũng nghe được nhiều anh tiền bối đi trước nói là đừng có sợ vợ này kia phải thể hiện này một tí thì mình cũng lúc đó mình cũng mạnh dạn mình thử một lần dạ vâng mình thử một lần thì mình quát thế này quát tại sao anh thế anh đã về sắp xếp công việc về để đi thế này mà không về đi là sao cô thật xem tôi là gì đó mình cũng ra mình cầm nón bảo hiểm mình đập mặt xuống sân cho vợ nghe thấy xong rồi mình đi vô thấy cô vợ như có vẻ chiêu này không ổn rồi chuyển sang trạng thái là như lại sợ vợ rồi lại sợ vợ rồi nên em là thôi tốt nhất là không ở nhà nữa thôi anh vô đừng vậy đây thôi xách xe đi vô luôn cái lúc mà thấy anh thể hiện và anh đập cái nón bảo hiểm như vậy lúc đó em suy nghĩ gì em có sợ anh không sợ chứ anh ai quá lớn là em sợ thấy chồng nào giờ là chồng em lúc nào cũng nhỏ nhẹ với em không à đó thì em cũng hoảng rồi lúc bình tĩnh là em nhắn tin hỏi ủa anh đi đâu à cái ai về anh để trả lời là anh sợ quá anh cũng bỏ đi luôn trời ơi nghĩa là ông này sợ hơn hai người đều sợ đều thương quá cho tới bây giờ thật sự là nếu như để cho có được một cái điều mong muốn
ở vợ mình thay đổi để cho mọi thứ nó tốt hơn, nó hoàn hảo hơn? Mong muốn thì cũng muốn vợ mình là sẽ có một cái sự là suy nghĩ nó điềm tĩnh hơn, thì mong vợ cũng hiểu cho. Thay đổi thì không phải một lúc một chiều, cứ từ từ thôi. Vì tâm sự người ta cũng sẽ được hết, miễn là đồng cam cộng khổ cùng nhau. Nói câu này là phải nắm tay vợ nha. Có nói thêm điều gì nữa không? Em muốn nói thêm điều gì nữa với vợ không? Hai bạn có thể đứng dậy, nhìn vào mắt nhau và nắm tay nhau. Vợ nè, anh cũng không có gì hơn ngoài tình yêu của anh dành cho em. Trời ơi. Hai vợ chồng mình thì cũng đã đến với nhau đến nay là cũng có được một bé là 4 tuổi rồi. Thì mong làm sao hạnh phúc gia đình mãi mãi như thế này. Và từ nay về sau, mong em không còn cảm giác ghen nữa. Hôn vợ nó đi. Yeah. Hay lắm. Rồi, yêu thấy vợ rất là xúc động. Yeah. Có muốn nói gì với chồng không? Em muốn gửi lời cảm ơn chồng em đã ở bên em qua rất là nhiều năm, cả một tuổi thanh xuân. Và em cũng mong rằng anh ấy sẽ tiếp tục đồng hành cùng em trên cái con đường còn lại từ đây đến hết cuộc đời này luôn. Hay quá. Rồi. Yêu quá. Cảm ơn hai vợ chồng rất nhiều. Và mong rằng là những cái lời yêu thương của các bạn, nó sẽ theo các bạn đi đến hết cuộc đời của các bạn, để mà tận hưởng cuộc đời yêu thương nha. Xin cảm ơn. Dạ em chào chị ạ. Rồi ở đây thì chỉ có biên tập và ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi. Dạ. Anh giới thiệu về bản thân anh giúp em ha. Họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp. Dạ họ và tên là Nguyễn Hoàng Long ạ. Hoàng Long dạ. Sinh năm 1994 ạ. Rồi ok. Gọi Long làm nghề gì Long? Dạ nghề nghiệp là lái máy móc ạ. Hả? Lái máy móc ạ. Lái máy móc hả? Dạ đúng rồi. Lái máy móc là lái máy gì? Dạ máy xây dựng cho công trình ạ. Máy ủi này kia vậy hả? Dạ đúng rồi. Làm máy nào mình cũng biết làm thôi đúng không? Biết chạy đúng không? Dạ. Là máy nào máy cũng lái đúng không? Ví dụ như máy cuối này, máy ủi kia là mình biết hết đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mình đi theo công trình như vậy thì là hiện tại mình đang ở đâu? Dạ ở Đắk Lắk chị ạ. Là công trình ở Đắk Lắk hay là quê mình ở Đắk Lắk? Dạ đúng rồi, công trình ở Đắk Lắk mà quê cũng ở Đắk Lắk luôn chị ạ. Là mình chỉ làm ở trong tỉnh Đắk Lắk thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ok. Mình nói xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình nha. Dạ. Dạ điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng và chăm chỉ, chịu khó, biết lắng nghe và biết quan tâm người khác ạ. Biết lắng nghe, chia sẻ, hòa đồng, biết quan tâm người khác. Thế là tính cách của mình đúng không? Dạ. Về sở trường của mình thì như thế nào? Dạ. Sở trường thì thích nghe nhạc ạ. Thích nghe nhạc rồi biết nhạc, thích hát không? Dạ thích hát nhưng mà hát không được hay ạ. Ở đây không phải thuộc thi đầu bôi nên cứ hát. Rồi mình hát đi. Dạ ý là em cũng biết hát nhưng mà ý là cũng nhiều lúc cũng không thuộc bài chị ạ. Chị hát được một chút thôi ạ. Rồi thì thôi thì nếu như mà lượt lọt vào hai vòng hai của chương trình thì bên anh cũng chuẩn bị nha. Dạ. Đó chứ không phải là tới đó rồi biên tập nói rồi nói là cũng không biết đâu. Dạ. Rồi công việc của anh thì lương tháng như thế nào ạ? Dạ lương là 12 triệu một tháng ạ. Là mình có lo lắng cho ai đúng không?
Dạ không chị ạ. Là chỉ bản thân mình thôi đúng không? Dạ. Rồi mình có khoản dư nào mà để tiết kiệm để lấy vợ chưa? Dạ có rồi chị ạ. Khoảng bao nhiêu rồi? Dạ khoảng gần được 100 rồi ạ. Mình làm cái nghề này lâu chưa? Lâu. Dạ được 5 năm rồi chương trình ạ. Làm 5 năm mà dư được mấy trăm triệu thôi hả? Dạ không, ý là mới tại vì 5 năm nhưng mà 3 năm thời gian là 3 năm đầu là vừa làm vừa học ạ. Còn 2 năm là bắt đầu chính thức ạ. Rồi ok. Rồi về tình trường của mình như thế nào? Dạ mối tình chính thức thì chưa có. Là từ đó giờ mình đó quen luôn. Dạ có quen một mối tình nhưng mà đơn phương thôi ạ. Một mối đơn phương. Rồi lý do vì sao không nói với người ta? Dạ cũng không biết mở lời như thế nào ạ. Chỉ biết âm thầm thích và âm thầm yêu, âm thầm và thích âm thầm và bảo vệ người đó từ đằng sau thôi. Rồi đó thôi. Rồi bây giờ ở trên đó không có ai sao mà đi tìm xuống đây tìm mặt cát. Dạ thì em cũng đi làm suốt mà không có thời gian, với lại em cũng giao tiếp với bạn nữ cũng khó không, mình trong công việc thì mình có thể chuôn chạy công việc nhưng mà trong tình trường thì không biết mở lời với bạn gái như thế nào, rồi cũng không biết cách nói chuyện với con gái nhút nhát gái nên là phải nhờ nhờ chương trình ạ. Nhờ chương trình nhưng mà anh cũng phải mạnh dạn, cũng phải nói chuyện hoạt bát, cũng biết phải cô gái trên sân khấu thì người ta mới bấm nút cho anh. Chứ bây giờ em mà ghép cho anh mà trở nên cũng không biết cô gái thì sao, thì sao chương trình giúp đỡ anh được. Dạ. Và bây giờ ở Đắk Lắk thì anh có nhà cửa gì không ạ? Dạ có. Nhà là nhà sao anh? Dạ nhà xây ạ. Là nhà đó của anh đó. Dạ hiện tại em đang ở với ba mẹ. Là nhà ở Đắk Lắk của ba. Rồi dạ. Có đất đai riêng không? Dạ có. Là có được bao nhiêu mét? Dạ 7 mét ạ. Hả? 7 mét ạ. 7 hét chứ sao 7 mét? 7 mét ạ. Đất để làm nhà thôi ạ. Có 7 mét đất đó hả? Dạ. Là 7 mét ngang đó hả? Dạ đúng rồi. Còn dọc xuống là dài ha. Dạ. Rồi bây giờ mình muốn gặp người như thế nào? Dạ thì một người con gái cũng bình thường, biết quan tâm đến người khác và biết kính trên nhường dưới và biết chăm sóc cho bố mẹ hai bên và hiểu được công việc của em ạ. Về ngoại hình thì sao? Dạ ngoại hình thì cũng bình thường thôi chị ạ. Bình thường là như thế nào quá? Dạ thì chiều cao thì khoảng tầm cỡ 1m55 đến 1m65 ạ. Rồi mình có cầu gì nữa không? Dạ thì ngoại hình ưa nhìn một chút xíu là được. Rồi thì đây chỉ là buổi cách đầu tiên của chương trình bạn muốn hẹn hò thôi ha. Dạ. Nếu như được lọt vào vòng 2 của bạn muốn hẹn hò thì bên chương trình sẽ bắt tại. Dạ. Rồi cảm ơn bạn. Dạ. Sẽ có ekip của chương trình. Bạn muốn hẹn hò thì xin chào anh ha, mình tên là Thanh Trúc, mình là biên tập của chương trình.
Ở đây thì còn có những cái biên tập khác, ví dụ như là bạn Thi Anh nè, rồi bạn Uyên nè, thì ở đây anh bọn em sẽ có ghi hình anh lại, cho nên Dạ. anh vui lòng để cam mà mình nhìn thẳng vào cam mình nói chuyện với mấy em nha, tươi Dạ vui dạ. lên, tại vì cái phần clip này để phục vụ cho chương trình thôi, anh cũng yên tâm là nó sẽ có cái tính bảo mật của nó là trong nội bộ chương trình thôi ha. Rồi bây giờ mời anh sẽ tự mình chủ động mình chia sẻ nha, em hỏi nhưng mà em chỉ hỏi một câu thôi, nhưng anh chủ động anh nói cho nó nhiều tí nha. Rồi đầu tiên nè, anh giới thiệu giùm em họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình ạ. Vâng. Em là Nguyễn Đăng Trung, quê quê quán Trà Anh Phong, huyện Định Thanh Hóa. Hiện nay đang làm bên Đài Loan, đang làm điện bên điện của công ty bên Đài Loan. Rồi làm ở Đài Loan rồi khi nào mới về Việt Nam để tham gia chương trình được anh? Khoảng 1,5 năm nữa là về nước ạ. Trời ơi vậy đó hả? 1,5 năm nó mới về. Vâng ạ. Anh Trung là sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 1983. Rồi, mình đi làm mà bên đó mấy năm anh? Đi sang bên này làm hợp đồng 3 năm, mình đăng ký thêm 1 năm nữa là 4 năm, mà khoảng 1,5 năm mình mới về được ạ. Ừ, ok, vậy bây giờ casting trước vậy đó hả? Hay là để khi nào về rồi mình đi casting lại? Có nghĩa là 1,5 năm là mình về, là về ở nhà hẳn luôn đấy. Ờ, em hiểu rồi. Còn ý là bây giờ nếu mà có lịch quay thì anh có về đây được không á? Nếu mà có lịch cô ấy về chắc là không về được rồi. À, thôi ok anh, vậy thì bây giờ vậy nè, tụi em sẽ ghi nhận cái thông tin này của anh lại, tại vì tụi em quay á, thì tháng nào cũng có lịch quay á, mà chợ 5,5 nữa là coi như cũng hơi bị lâu. Rồi cái thời điểm nó không biết là anh có bạn gái chưa nữa. Cho nên là ok, tụi em giữ cái hồ sơ này, khi nào anh về Việt Nam thì anh sẽ liên lạc lại cho chương trình, rồi tụi em sẽ mời anh đi casting. Tại vì cast xong á là có thể là tháng sau là đi ghi hình luôn rồi, có bạn gái luôn rồi đó. Nó nhanh lắm. Còn bây giờ cast mà chờ tới 1 năm mấy sau á, thì nó cũng mất thời gian. Nó và tụi em cũng không, anh cũng đâu có tham gia được đâu. Anh hiểu ý em nói không? Ừ. Dạ. Dạ, cho nên tụi em đã có cái thông tin của anh ở đây rồi, thì anh chỉ cần là sau này anh về á thì anh nhắn lại cho chương trình đó là mình cũng đã từng nộp hồ sơ và được mời casting đó hồi 2 năm trước hay là gì đó, mà bây giờ vẫn còn ế, cho nên là mình sẽ nhờ chương trình để mai mối, và bây giờ mình đã ở Việt Nam rồi thì mình sẽ trao đổi nó dễ hơn. Dạ dạ ha, dạ. Dạ dạ vậy ha anh Trung nha. dạ dạ. Dạ rồi rồi, cảm ơn anh nha, chúc anh công tác tốt nha, và vẫn ế để về Việt Nam tụi em mai mối cho. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Rồi được rồi. Ok, bây giờ anh giới thiệu về bản thân của mình nhá. Bản thân anh nhớ là tên anh là Nguyễn Xuân Trường. Nguyễn Văn Anh Trường. Nguyễn Xuân Xuân. Nguyễn Xuân Trường. Anh Trường xin bao nhiêu? 1988. Rồi. Anh Trường hiện tại đang ở đâu và công việc của anh là gì? Hiện tại đang ở Vùng Tàu. Đang ở đâu ạ? Vùng Tàu. À, Vũng Tàu. Ở huyện nào ở Vũng Tàu? Anh ở chỗ nào ở Vũng Tàu? Phường 10. Phường 10. Phường 10. Rồi, công việc của anh là gì? Xây dựng. Cụ thể hơn là làm cái gì liên quan đến xây dựng à? Làm chủ thầu xây dựng. Chủ thầu xây dựng. Anh có điểm mạnh điểm yếu gì? Anh Trường có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh thì giá chào nói chuyện bấm cua thì rất tự tin, rất hòa đồng. Rồi. Còn điểm yếu thì một nhạc bên gái. Anh làm chủ thầu xây dựng ở đấy là nhà cửa mình cố định ở đó rồi hay sao? Không, anh ở ngoài quê những chơi vào đây lập nghiệp á. Quen ở đâu ạ? Quê ở Hà Tĩnh. Thế vậy là ở Vũng Tàu là mình làm theo công trình hay là mình ở Vũng Tàu lâu rồi? Mình nói chung là chủ công ty mở ở vùng Tàu, nhưng mà công việc thì
À, ở đâu có thì mình tới đó thôi. Công ty anh Minh giờ nói là công ty anh ở đâu? Công ty ở Vũng Tàu. Công ty là Vũng Tàu. À, thu anh phải đi làm công trình như thế thì thu nhập của anh là bao nhiêu tiền một tháng? Bình thường cho nó khoảng từ 10 đến 15 triệu. Rồi. Trước giờ anh từng kết hôn chưa? Chưa. Chưa từng kết hôn. Trước giờ anh có mấy mối tình rồi? Tôi từng có 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình sâu lặng nhất là mấy năm? Là mấy năm? 2 năm. 2 năm. Chị là sinh năm bao nhiêu? À, yêu nhau sao chia tay? Cấp 7 tuổi. Rồi. Tại sao không yêu nhau tiếp mà chia tay? À, chị ấy thì thích đi nước ngoài. Anh có níu kéo không? Cũng có níu kéo. Còn nhất định là phải nước ngoài. Đi nước ngoài anh ngài, anh sợ đấy thẳng. Anh độc thân là bao nhiêu lâu rồi? Hả? Anh là anh độc thân bao nhiêu lâu rồi? Anh độc thân bao nhiêu lâu rồi? Một giờ. Rồi bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình bạn gái như nào? Anh muốn chương trình tìm cho mình một bạn gái như nào? Dịu dàng. Sao nữa? Anh nói to lên em không nghe gì nữa. Em ơi em có nghe gì không? Nguyên. Anh ạ, à, anh nói bọn em không nghe gì ạ. Việc nặng nghe, việc tiếp nghe. Còn gì nữa không anh ơi? Tìm kiếm nhân dưới. Công việc như nào thì là phù hợp với mình? Anh Trường anh nói to to giúp em đi chứ bây giờ bọn em không nghe được tín hiệu của anh. Công việc á? Công việc của bạn gái. Công việc bạn gái chẳng. Anh nói lại đi anh ơi. Việc nó lặng với giá đi nhân lực. Bạn gái bây giờ mà kết hôn mà từng bỏ vỡ trong hôn nhân thì có chấp nhận không? Bạn gái bây giờ mà có từng đổ vỡ trong hôn nhân thì có được không ạ? Được ạ. Có con rồi thì có đồng ý về sống chung với nhau không? Được ạ. Rồi, ok em cảm ơn anh nhé. Thì hôm nay là buổi đầu tiên nói chuyện làm quen. Lúc nào mà tìm thấy bạn gái phù hợp thì chương trình liên hệ với anh nhé.